C. Định hướng nghiên cứu ngành sinh học hiện đại, Bồ Tát Phổ Hiền, hoặc chỉ một kiếp hoặc vô số, bởi những tâm nguyện đều chẳng đồng. Einstein. E bằng M nhân C bình phương, quan hệ năng lượng, khối lượng và thời gian trong thể thống nhất. David Bohm cho rằng vũ trụ biểu hiện ba phương tiện liên kết nhau: vật chất, năng lượng và ý nghĩa. Như vậy, một điều khá thông thường là năng lượng bao gồm vật chất và ý nghĩa, trong khi vật chất cũng bao gồm năng lượng, ý nghĩa. Nhưng ý nghĩa cũng phải bao gồm vật chất, năng lượng. Vậy mỗi khái niệm căn bản ấy bao hàm luôn cả hai cái kia. Trang 371, Tử Thư Tây Tạng, quyển 2. Nhà Phật có mô hình pháp thân, báo thân và hóa thân, cùng với cấu trúc của Einstein, năng lượng, vật chất và thời gian có mối quan hệ chặt chẽ. Xin nhắc lại, nhà Phật xem thời gian là sát na, tiểu niệm của tâm thức, thì ta có mối quan hệ mới, năng lượng, vật chất và tâm thức. Có thể thấy, sự tương đương pháp thân chính là tâm thức. Ý nghĩa hay nói theo cách khác, chính là Phật tánh, viên giác, Như Lai tạng tiềm ẩn của vũ trụ và trong mỗi chúng ta. Báo thân chính là tánh không trong Kinh Bát Nhã. Năng lượng chỉ là một thuộc tính của báo thân. Và hóa thân chính là vật chất. Thì điều này sẽ làm đảo lộn các quan điểm vẫn tồn tại của các ngành khoa học, trong đó có ngành sinh học. Nếu chúng sinh cùng một thể tánh hay ý nghĩa, quan niệm, chỉ có con người là động vật biết suy nghĩ và loài động vật hoạt động theo bản năng sụp đổ hoàn toàn, câu nói cửa miệng "tôi tư duy, tôi tồn tại" mất ý nghĩa, đã đến lúc có cái nhìn toàn thể. Chỉ riêng hệ thống kinh mạch và huyệt đạo, theo y lý Trung Hoa, đến nay ta vẫn trong dạng chấp nhận, ứng dụng mà không giải thích được bản chất của hệ thống đó. Và hệ thống luân xa và luồng Kundalini, hỏa xà, của các nhà yoga tu luyện vẫn còn là một bí ẩn. Thì hệ thống kinh mạch và khí mô tả của mật tông Tây Tạng còn xa tầm với của chúng ta như thế nào? Tâm là người cưỡi ngựa, kinh mạch như đường giao thông thành phố. Cần nói thêm về kinh mạch của Trung Quốc gồm hai hệ thống chính: Kỳ Kinh Bát Mạch và Thập Nhị Kinh Mạch. Trong đó, cả hai hệ thống đều coi mạch nhâm đốc là quan trọng. Mạch đốc bắt đầu từ đan điền, huyệt dưới rốn khoảng 3 phân, chạy vòng theo cột sống sau lưng lên huyệt đốc, một trong hai huyệt quan trọng để thông sinh tử huyền quan của các nhà luyện võ công. Vòng qua huyệt bách hợp, đỉnh đầu đến huyệt nhâm, sinh tử huyền quan. Trước ngực vòng về đan điền, cứ thế tiếp tục. Hệ thống này là nguồn cảm hứng cho Kim Dung tiên sinh trong tác phẩm hư cấu Lục Mạch Thần Kiếm, khi ông tách 6 kinh của Tây liên quan đến tâm, can, tỳ, phế, thận để cấu tạo nên bộ võ công tuyệt đỉnh trong trước tác của mình. Và trước đây, các nhà y lý của Trung Quốc chỉ biết hơn 3.000 huyệt đạo, thì nay với sự trợ giúp của khoa học, huyệt đạo đã được phát hiện tăng lên rất nhiều lần. Hiệu quả của nó đã được phát huy tối đa khi các nhà khoa học Trung Quốc mổ sọ người không cần gây tê, và người bệnh vẫn có thể nói chuyện được với bác sĩ. Và điều này lý giải trường hợp quan thánh bị trúng tên độc vẫn tỉnh bơ đánh cờ để hoa đà nạo xương cho mình. Trong tác phẩm Tam Quốc Chí, nói đến hệ thống này là phải nói đến kinh Dịch, một trong tứ thư và ngũ kinh của Trung Quốc. Dịch Quán Thần Kinh Chi Thủ, nghĩa là kinh Dịch đứng đầu trong các kinh. Dĩ nhiên là kinh của Trung Quốc, kinh Dịch là cơ sở để các bộ môn y lý, phong thủy, võ công, thiên văn, quân sự, khí tượng, hôn nhân, triết học, v.v. để phát triển. Hệ thống kinh mạch theo các nhà yoga gồm 3 kinh chính chạy theo cột sống. Những nút thắt tạo thành thường là 7 luân xa chính. Khi tu luyện, luồng Kundalini, tức là hỏa lầu, tiến lên mở cửa các luân xa, sẽ đạt những khả năng thần thông như thiên nhãn thông, túc mạng thông, v.v. Dĩ nhiên, các cách tu luyện vừa nêu đều phải có sư phụ. Hệ thống khí theo mật tông Tây Tạng còn vi tế hơn nhiều, đã được mô tả trong tác phẩm Tử Thư Tây Tạng của Sogyeon Rinpoche, Trí Hải Dịch, trang 161, tập 2, như sau. Thân người được các bậc thầy ví như một đô thị, các kinh mạch giống như đường xá, gió khí như ngựa, tâm như người cưỡi. Có 72.000 kinh mạch vi tế trong thân thể,
nhưng có ba kinh mạch chính, trung ương chạy dọc theo cột sống, và trái phải có hai bên kinh chạy hai bên trung ương. Hai kinh mạch phải, trái cuộn quanh kinh mạch giữa tại một số điểm để làm thành một dãy gút. Dọc theo kinh mạch chính là một số luân xa trung tâm năng lượng. Từ đây, những kinh mạch phân ra như những cọng dù. Qua những kinh mạch ấy, khí tuôn chảy, còn gọi là nội khí. Có 5 khí gốc và 5 khí ngành ngọn. Mỗi khí gốc nâng đỡ mỗi đại chủng và chịu trách nhiệm về một vận hành của cơ thể con người. Những khí ngành ngọn giúp cho các giác quan hoạt động. Những khí nào chạy qua tất cả các kinh mạch ngoại trừ kinh mạch giữa thì được gọi là bất tịnh. Vì gọi lên những mẫu tư duy nhị nguyên tiêu cực, những khí ở huyệt đạo trung ương gọi là khí của trí tuệ. Tinh chất chứa đựng trong các huyệt đạo có tinh đỏ và tinh trắng. Chỗ chứa chính thức của tinh trắng là cái đỉnh đầu và tinh đỏ ở nơi lỗ rốn. Trang 161-162 Tử Thư Tây Tạng, quyển số 2, Sogi on Rinpoche, Trí Hải dịch. Ngành sinh học chúng ta có thể nghiên cứu vẽ bản đồ các kinh mạch đô thị như lập bản đồ gen được không? Theo kinh Bát Nhã, có ngũ ấm, sắc, thọ, tưởng, hành, thức chia làm hai nhóm. Sắc, thọ, tưởng, hành, thức, tứ đại, đất, nước, gió, lửa, thọ, ngũ quan, tiếp ngũ trần có nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân, thức, tưởng, lý trí, ý thức, hành, tình cảm, ý chí, thức, a lại gia thức, tiềm thức, vô thức. Theo khoa học, hệ thống con người chúng ta cấu kết bởi một hệ thống tâm vật lý phức tạp. Nhưng rõ ràng, ngành sinh học mới chỉ nghiên cứu về sắc hay vật lý, nghĩa là thiếu một định hướng tổng thể trong nghiên cứu. Thậm chí chúng ta ngày càng phân chia sắc ra nhiều ngành nhỏ hơn, sinh học, phân tử, nguyên tử. Cuối thế kỷ 20, ngành sinh học đã có những bước tiến vượt bậc, đã có những công trình nghiên cứu về chu kỳ sinh học, về sự tương tác giữa con người với mặt trăng, mặt trời và các hành tinh khác, ảnh hưởng của các tia vũ trụ với con người, phát hiện ra trường sinh học của những động vật mà cả thực vật, ảnh hưởng của màu sắc, âm thanh, nhiệt độ, hương vị đến sức khỏe con người và động vật. Một trong những phát minh quan trọng đó, chúng ta đã nghiên cứu được cấu trúc và sự vận hành của gen di truyền và từng bước tiến hành lập bản đồ gen cho con người cũng như động vật. Sự lai tạo vô tính đã đặt con người trước những thử thách về mặt đạo đức cũng như những ứng dụng thực tiễn của nó. Nhiên liệu sinh học góp phần làm giảm áp lực năng lượng toàn cầu. Đã đến lúc nhân loại không thể coi thường những phát hiện trong kiến thức nhân loại cổ xưa của các bậc thánh nhân bằng trí tuệ vô ngã lưu truyền đến nay. Nếu không muốn là người mù sờ voi, và hiện rất nhiều nhà khoa học lớn đang tiến hành từng bước nối liền các tri thức đó với khoa học hiện đại. Một trong những tác phẩm quan trọng là Kinh dịch và Mã di truyền, được bác sĩ Đỗ Sơn và Đức Minh biên dịch từ tác phẩm đã làm cầu nối đó. Kinh dịch tương truyền của vua Phục Huy sáng tạo được xây dựng trên ký hiệu dương và biểu diễn bằng một vạch liền, âm và âm biểu diễn bằng vạch đức, gồm tượng và số, các chú thích của vĩ và hào tương truyền do Văn Vương và Khổng Tử sang định. Hệ lưỡng cực âm dương được thống nhất cho trong đồ hình tròn gọi là thái cực, và trong thái âm có thiếu dương tạo ra tứ tượng, chồng tứ tượng lên nhau ta được bát quái, và chồng bát quái lên nhau theo quy luật thống kê ta được 64 quẻ biểu diễn mọi sự, mọi việc trên cõi đời này. Các nhà khoa học đã thấy cơ cấu trên tương ứng với cơ cấu nhị phân. Nếu coi số không là âm và dương là số 1, hệ nhị phân đọc từ trái qua, hệ quẻ đọc từ dưới lên. Ví dụ quẻ khôn được biểu tượng 6 quạt đức. Nếu đọc từ dưới lên ta có hệ nhị phân 6 con số 0 tương đương số 0 hệ thập phân, chính mô hình pháp thân, báo thân và hóa thân của Đạo Phật. Hay nói cách khác, năng lượng, khối lượng và tâm thức, hoặc mô hình, ý nghĩa, vật chất và năng lượng của bom mới là định hướng cho ngành sinh học hiện đại. Mối quan hệ tác động qua lại giữa tâm thức và vật chất có những biến đổi như thế nào sẽ là mục tiêu nghiên cứu cho các ngành sinh học trong tương lai. Do đó, ta không thể bỏ qua các phương pháp thiền và sự cộng tác giữa các thiền sư với các nhà khoa học.
nhằm tiến hành các thí nghiệm thuyết phục nhất trên cơ sở các chúng sinh cùng một thể tánh. Các nhà nghiên cứu khoa học Nhật Bản đã cộng tác với các thiền sư tiến hành nghiên cứu các trạng thái thiền định. Các kết quả thu được từ biểu đồ sóng của Aberja thu được làm kinh ngạc mọi người. Làn sóng đó được đánh giá dịu hơn so với người không tu tập. Vậy, ta có thể tiến hành xa hơn khi dùng các thiết bị hiện đại nghiên cứu các trạng thái tâm của các tầng tâm thức từ sắc giới, sơ thiền, ly sinh hỷ lạc, nhị thiền, định sinh hỷ lạc và cao hơn nữa, và có các nghiên cứu tổng hợp ảnh hưởng tốt đẹp từ các tu tập này đối với thể chất con người, thậm chí các biến đổi về gen cùng các diễn biến về tâm sinh lý, các biến chuyển tốt hơn khi ứng dụng chữa bệnh. Điều này sẽ thuyết phục hơn với mọi người khi ứng dụng nó trong cuộc sống hàng ngày. Đã có các thí nghiệm ảnh hưởng người tu thiền đến môi trường vật chất, thậm chí động vật, thảo mộc của Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc. Còn nhiều ý tưởng hay nhưng ép quá đành chấm dứt.